Thì quán mình đó là tuyển đang tuyển nhân viên đó mọi người. Tuyển nhân viên thì lương đó là mình không có trả lương theo tháng mà mình sẽ ăn chia hoa hồng. Mình sẽ ăn chia hoa hồng thì cứ làm một tiếng như vậy, hoa hồng chia bao nhiêu phần trăm vậy đó. Bây giờ khách đang đông nên là Hana sẽ đi qua quán cho mọi người xem là quán Hana hả, đây là nhà ha, đây là chung cư Hana ở, băng qua đường cái là tới quán rồi. Lâu vậy cái thang máy này. Băng qua đường cái là tới quán. Đường cái là mình ở gần á nên tiện, nên là mỗi lần mà quán mà khách đông hay gì là mình chạy qua mình phụ. Thì quán cái tiệm spa massage của Hana là mở được 6 năm rồi đó mọi người. Mở được 6 năm. Thì có nhân viên Việt Nam là nhân viên nước ngoài, hồi đó có nhân viên châu Âu làm nữa. Mà mấy bạn châu Âu thì mình khó quản lý mấy bạn lắm. Thì bây giờ là khách cặp người ta đến thì phòng thì đang bận, nhân viên đang bận nên thành ra là mình qua mình làm phụ đây qua đường. Biển ở phía trước không? Biển ở phía trước đó. Đây quán của mình đây, đây là ở thành phố Limassol luôn nhé, nên là nằm ngay khu du lịch luôn, ngay công viên Molot. Công viên Molot nằm phía bên kia. Còn cái tòa nhà này á, tòa nhà này ngay chỗ mà Hana thuê ở dưới là mấy cái shop thì bữa nay nhìn hơi bẩn bẩn dơ dơ nha. Còn ở trên đó là Eden Beach thì mấy cái apartment á, mấy cái apartment cho thuê cho khách du lịch thuê á. Chị hai phòng ở nha, chứ không phải một phòng nha, chuẩn bị hai phòng. Hai phòng hả? Đây trong này thì mình có tới 3 phòng, thì một phòng hai phòng đó là giường đơn, hai phòng là giường đơn. Đây dầu thì mình lúc nào cũng đun cho nó nóng, dầu nóng. Trong phòng á thì có bồn chỗ rửa tay nè, có gương. Còn cái dây này đó là để mà khi mà khách nằm ở dưới nè, xong rồi mình đứng ở trên mình đi trên người khách thì mình nắm hai cái dây này đang giữ thăng bằng. Làm theo kiểu massage Trung Quốc á. Bên này là phòng đôi, hai giường. Cũng có bồn rửa tay rồi này kia, dầu cũng là dầu đun nóng. Đó là hai giường này, thường á cái phòng này sẽ dành cho mấy cái cặp đôi á. Giống như là vợ chồng, bồ bịch đồ này kia người ta đi á thì mình sẽ làm ở phòng này. Hai phòng đơn, phòng này là phòng đơn, phòng ở trên kia là phòng đơn. Đây là nhà tắm. Đó. Đây là nhà tắm. Hồi đó lúc mà mình thuê cái mặt bằng này á là ăn trống trơn từ trên dưới, không có phòng, không có nước, không có gì hết. Đây là mấy cái chỗ tiểu cảnh nhỏ nhỏ để mà trang trí. Cái này là mua ở Việt Nam, mấy cô gái áo dài để trang trí, nhưng mà mấy cái nhỏ nhỏ này trang trí là lau dọn mệt nên giờ cho nó vô chỗ. Chỗ này thì lấy nước trà, nó tủ đựng đồ, dưới này tủ lạnh, với lại cái chỗ để khăn. Ở trên lầu là nhà vệ sinh, ở trên là nhà vệ sinh, ở trên nhà vệ sinh có thêm một cái phòng tắm đó. Thì nói chung là Hana ít khi nào mà đi qua tiệm của mình lắm, tiệm đối diện nhà chứ ít đi lắm, toàn giao lại cho mấy chị. À đây là cái phòng, đây là cái phòng khách nè, cái chỗ quầy lễ tân nè đó. Ghế hả, tới mùa hè là khách ngồi chờ ở đây nè, có khi hả đóng cửa lại nằm luôn. Còn đây là chỗ Hana hay ngồi thu tiền. Are you coming? Oh, is it too late? It's too late because we have next appointment at 2:30, so you take from us the 10 minutes already. Listen, I pay you for the massage and I go finish my food, okay?
This guy is very slowly. I don't know why so slowly. I don't know because now we cannot make the massage now, so we will move your appointment. Make it now. My appointment is 1:30 till 2:30, right? Yes. Maybe I do 40 minutes massage. Okay, so you will come first, right? I'll finish eating and come in 10 minutes. I'll pay you anyway, if it's 20 minutes, if it's 30 minutes. Okay, so you're eating and when you finish the food, you just come in. And if we have time, we will make for you. If we don't have time, we just say sorry. Thank you. Okay. I'm sorry, it's not my fault. It's okay, okay, no problem. Hello. Hi. So you have appointment at not on you, on me at 2:30. Okay, go. Vừa mới làm xong hai khách, mỗi khách là 30 phút thì cứ 30 phút như vậy là 1 phút là 1 euro, 30 phút là 30 euro thì hai khách là được, mình đã được 60 euro rồi mọi người. Đó. Nói chung là ở cái tiệm massage nó cũng nhàn lắm. Chỉ có cái là mình biết cách vận hành với lại mình kiểu biết cách nói chuyện giao tiếp với khách hàng rồi để mà kiểu cái nghề này là nó đang đứng ở một cái ranh giới là giữa chuyên nghiệp và nhạy cảm, nên là mình phải đứng ở giữa như thế nào để mà mình giữ thăng bằng. Có nghĩa là khi mình nói chuyện với khách á, mình sẽ tạo cho khách một cái cảm giác là mình là chuyên nghiệp, chứ cái nghề này á, là giữa chuyên nghiệp và giữa nhạy cảm, nó chỉ như với cộng chỉ thôi. Ví dụ như mà mình nói chuyện quá là lịch sự, quá là ngọt ngào, so sweet với khách á, thì nó sẽ nghĩ là mấy nhỏ này chắc là làm ABCD gì đó nên là vậy. Còn nếu mà mình nói chuyện mà kiểu quá là ru, là mất lịch sự thì khách nó sẽ không có cái ấn tượng tốt, và nó sẽ đánh giá ở trên cái fanpage của mình cũng như là trên cái trang của mình thì sẽ cũng không có tốt cho cái business của mình. Nên là lúc nào Hana cũng giữ một cái thăng bằng nói chuyện với khách, không quá là cái kiểu không quá lịch sự mà cũng không quá mất lịch sự, nằm ở ngay giữa để khi mà người ta nghe cái action của mình, người ta nghe cái giọng nói của mình, cái cách mình nói chuyện, lại kiểu tâm lý là người ta nó rén ngang với nhỏ này, nó vẫn giữ ở một cái mức độ rất là lịch sự nhưng mà nó cũng không có quá là chiều khách. Nên thành ra cái tiệm của mình nó 6 năm nay nha, là bây giờ là nó vô một cái nề nếp luôn, khách nào tới là cứ nằm im, massage là nằm im, không nói chuyện, không gì hết. Nói chuyện ví dụ như là trao đổi chút xíu lúc đầu thôi, lúc sau là nằm im ru hết. Bởi vì sao? Đi massage là bạn phải thư giãn, im lặng, thư giãn, chứ không phải đi massage để mà nói chuyện, để mà tán, để mà này kia. Nên là thành ra là bây giờ 6 năm nay là Hana tập cho khách của mình một cái là đi vô trong này là biết cái kiểu của cái tiệm này rồi đó. Nó lạng hoạn là đuổi ra khỏi cửa luôn, hay là đuổi khách ra ngoài hoài luôn. Đó thì đó, 2 giờ rồi, nãy là khách 1 giờ rưỡi không? Đây khách mới tới nó là 2 giờ rưỡi. Nói chung là mình làm có cuộc hẹn hết nè, chứ không có mở cửa đi vô, mở cửa đi vô. Đó. Nên là hình ra cái tiệm của mình trộm vía là nguyên ngày, bận suốt nguyên ngày. Nhân viên làm là ăn cơm không kịp, là Hana phải là người nấu cơm, mình phải chạy qua mình phụ nữa. Bây giờ mấy phòng là bận hết rồi, bây giờ mình xong rồi mình đóng cửa mình đi về. Khi nào mà mấy đứa nhân viên nó bận nữa thì Hana lại qua tiếp đó. Để mà chi phí mở một cái tiệm massage như này khoảng tầm 30-40 ngàn là mở vô tư đó. 30-40 ngàn là mở đẹp luôn, mở là cái thời Hana chưa có kinh nghiệm thì tốn 30-40 ngàn để mở, chứ bây giờ có kinh nghiệm rồi 10-20 ngàn là Hana mở được cái tiệm như này đẹp vô tư rồi. Hồi nãy lúc massage ra khách còn khen trội tiệm massage tốt rồi, hẹn ngày mai quay lại nữa mọi người. Chung là cái tiệm này chi phí ăn uống, chi phí điện nước, thuê tiệm nè, rồi trả lương cho mọi người, rồi chi phí nhà ở, rồi bên kia rồi này kia, tất cả mọi thứ chi phí ở đảo ship này thì cái tiệm này nuôi hết, thì mỗi tháng vẫn còn một túi được vài nghìn đó. Còn cái công việc mà tư vấn bất động sản của Hana thì coi như là làm đâu còn nhiêu là còn nguyên đó, để mà giúp đỡ gia đình với lại đầu tư thêm những cái mảng khác nữa. Nên thành ra trộm vía bây giờ cái cuộc sống của Hana nó cũng kiểu không quá suy nghĩ về việc là cơm áo gạo tiền nhiều, nên là thành ra mình làm cái gì nó cũng không có đặt nặng cái vấn đề kinh tế. Kể cả việc mà bây giờ mình có khách hàng để tư vấn định cư
rồi mình deal dùm cho khách hàng, mình trả giá, mình thương lượng, mình cảm thấy là chủ đầu tư nó không bớt được nhiều hết, mình tự cắt tiền hoa hồng của mình ra, mình tặng cho khách luôn. Nên có nhiều khách, nói chung là khách nào mà đã làm việc với Hana rồi thì sẽ biết Hana ngồi đây, Hana tự tin, Hana nói cho mọi người nghe đó. Thì có nhiều người chưa làm việc với mình thì nghĩ là nhỏ này chắc nói xạo để nó quảng cáo rồi này kia, nhưng mà thật ra thì nếu mà anh chị nào đang làm việc và đã làm việc với Hana thì biết là Hana tặng này tặng kia, cái thứ ở đâu ra mà tặng, thì lấy cái tiền hoa hồng của mình á mình tặng cho khách hàng. Hay ví dụ như lãnh tiền hoa hồng được 100 triệu đi, thì tặng cho khách 50 triệu, còn 50 triệu vào túi vậy đó. Cái kiểu cái công việc mình, là cái tiệm massage của mình là nó đã nuôi sống mình được rồi, mình có dư rồi, thì bây giờ cái công việc kia là để mình kiếm thêm nữa, để mình cuộc sống thoải mái hơn, đi du lịch rồi giúp đỡ mọi người, giúp đỡ gia đình, rồi đầu tư thêm một cái mảng khác để cho nó có tiền thêm. Nó thành ra thì mình làm mình hoan hỷ lắm mọi người. Cái kiểu là làm vì đam mê á. Trời ơi, đam mê cái công việc tư vấn bất động sản lắm mọi người ơi. Không hiểu sao thêm cái đi coi bói, thầy bói nói nó hợp với lại cái mạng của mình là lộ bàn thổ. Nó hợp với công việc đất đai này kia, nên thành ra trộm vía từ mấy năm nay Hana làm á là Hana thấy mát tay dữ lắm luôn nha. Đó, anh chị nào cũng ok hết trơn luôn. Chỉ có bây giờ đang hơi trục trặc một chút xíu về cái chương trình, với lại cái quốc gia Việt Nam của mình nó đang vào cái danh sách là những danh sách danh sách đen của cộng đồng của khối châu Âu, là những cái nước mà có tỷ lệ rửa tiền cao á, nên thành ra bây giờ công việc nó cũng kiểu nó không có, nó không còn dễ dàng như trước đó, nên là thôi thì cứ cố gắng thôi đó. Thôi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip này. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký kênh để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Bây giờ thì Hana đi về đây, khi nào mà có khách đông quá thì mình sẽ qua mình phụ tiếp. Bye.